gieo tắt máy cho anh Cường nhá. Anh muốn kết nối áp thì anh kết nối với wifi của máy nhé, đầu HF này. Rồi, anh tải áp giấy cho lon cho anh. Start line. Thì đầu tiên anh cali mặt phẳng với em nhé. Đấm vào nút này. Nó kêu tít một cái. Rồi, và cali CBS với em nhé. Anh sẽ xoay ngang. Nó kêu tít một cái. Thì anh đổi sang xoay dọc với em. Vậy là cali được. Các chức năng đây thì anh đợi khi nào đến điện GPS đủ nhá, nó sẽ tít cái. Cần đây, chức năng cần lên xuống, anh gạt trái phải tiến lùi bên này. Anh thực tế anh gạt lên để khởi động nhá, gạt hai chéo để khởi động, gạt lên để đẩy máy lên. Tiến lùi đấy, quay vào càng, quay vào càng đấy. Anh sẽ dùng cần bên tay trái nhá, tay trái là để cân nâng lên, hạ xuống của flycam. Khi anh xoay trái nó sẽ quay đầu của flycam này, quay phải này đó. Còn tay cần bên tay phải của anh sẽ là bay tiến lùi của flycam. Anh gạt lên là tiến, gạt về là lùi. Anh gạt sang bên tay phải flycam sẽ liệng sang bên tay phải, bên tay trái này đó thì flycam anh hoạt động hoàn toàn bình thường nhé. Khi mà anh xuống máy, anh gạt gần bên tay trái xuống kịch cần cho em. Khi nào mà phơi la cam tiếp đất này, khi động cơ nó dừng hoàn toàn, anh bắt đầu anh bỏ tay ra. Đó, như này là máy hoàn toàn bình thường.